người, mình đã trở lại rồi đây. Và như các bạn có thể thấy thì ngay bên cạnh mình đang là một hộp sản phẩm rất là to và trông rất là xịn sò đúng không? Chắc hẳn là các bạn đang rất là tò mò không biết là bên trong là sản phẩm gì đúng không? Bật mí với các bạn, đây là một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức. Và trong video lần này thì mình sẽ có một người anh sẽ đồng hành cùng với mình để unbox và cùng tìm hiểu cũng như khám phá về em nó. Ok, xin giới thiệu với mọi người. Đây chính là anh Minh, người anh sẽ đồng hành cùng với mình để unbox cũng như là khám phá về em sản phẩm này đúng không ạ? Và ngay bây giờ thì anh Minh đã sẵn sàng để anh em mình cùng unbox chưa ạ? Vâng ạ. Đầu nha. Ok anh. Anh Minh ơi, em nhìn thấy là ở đây chúng ta có một cái tem phụ của sản phẩm đúng không ạ? À vâng, các bạn có thể thấy. Đây là tem của nhà sản xuất. Thương hiệu nhà sản xuất là Dynacore. Model là DC CMS 1600-3-MIG. Hệ thống mã vạch, barcode. Xuất xứ tại Đức, sản xuất tại Đức, made in Germany. Sản phẩm này thì trực thuộc tập đoàn Bosch của Đức. Đây là cái tem phụ. Đối với tất cả những sản phẩm nhập khẩu chính ngạch thì đều có tem phụ thể hiện thông tin sơ bộ về hàng hóa được nhập về Việt Nam. Dạ vâng, đây chính là một trong những dấu hiệu để nhận biết về một sản phẩm chính hãng là các bạn có thể quan sát và để ý đúng không ạ? Đúng rồi. Wow. Trong hộp này mình sẽ có một cái dây nguồn này. Để em cầm giúp anh nha. Trông sản phẩm mới rất là hào hứng anh ạ. Ừ. Cũng rất nhiều người hào hứng như nó đấy. Đây là cuốn sách hướng dẫn của nhà sản xuất đúng không ạ? Này. Bây giờ chúng ta có chiếc CMS 1600. Wow. Đây là trông... đây rồi. Nhìn rất là xịn sò và mình thật sự là kiểu khá là hào hứng, không biết là em nó sẽ hoạt động như thế nào đúng không ạ? Bây giờ anh sẽ bật nguồn lên. Chúng ta cùng trải nghiệm. Dạ vâng. Khi mình mở cái hộp này ra thì em đã rất là bị thu hút bởi cái màu sắc cũng như là cái cách thiết kế của cái sản phẩm này anh ạ. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thử giới thiệu và review cho các bạn ấy về những cái đặc điểm cũng như là những cái điểm mà chúng ta cần biết để trước khi sử dụng em nó được không anh? Được em, vừa rồi em có nói đến màu sắc ấy. Thì cái này là một cái đặc điểm rất là hay của các loại bàn trộn. Người ta sẽ phân màu để cho người sử dụng dễ nhận biết trong cái không gian và môi trường ánh sáng khác nhau. Khi chẳng hạn hơi tối một chút thì người ta vẫn có thể nhận biết được. Rồi mình nói về màu sắc thì ở đây mình có cái đặc thù của mixer Dynacore. Dãy núm màu ở trên màu đỏ là dành cho gain, là một tín hiệu đầu vào. Phía dưới của gain sẽ có các nút hiệu ứng như là low cut hay void filter. Cái void filter này thì đặc biệt ở trên mixer Dynacore mới có thôi. Và em cũng thấy cái sự khác biệt này so với các loại mixer khác ấy ạ. Phía dưới tiếp theo đến là bốn dãy núm xoay để điều chỉnh cân bằng âm sắc. Vâng. Hay còn gọi là equalizer cho từng cái đường line này một. Dạ vâng. Đó. Ở đây mình có là hai này. Mid này, hai cái này dành cho chỉnh âm tần trung là mid. Đây là low là âm trầm. Đó. Dạ. Tiếp theo là màu xanh lá. Màu xanh lá này là dành cho điều chỉnh âm lượng của hiệu ứng giọng hát, là chính là effect. Vâng. Đó. Điều chỉnh ở đây khi mình dùng mình vặn lên nhiều ít là do mình, và bàn Dynacore sẽ có hai bộ effect. Effect kẹp. Nó tích hợp vào. Có thể pha trộn với nhau. Vâng. Có thể pha trộn với nhau được. Phía dưới của cái màu xanh, cái effect này thì sẽ là cái màu vàng, là đường tín hiệu ốc 1 và ốc 2 để gửi ra cho những cái thiết bị xử lý khác như là bộ xử lý tiếng rời hay những bộ nén hay những cái bộ hay là một hệ thống âm thanh khác họ cần phải sử dụng âm thanh từ bàn trộn này ra. Đó. Rồi đến màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển này thì là dành cho đường gửi ra từ monitor là loa kiểm âm. Dạ. Loa kiểm âm.
Tiếp theo là đến cái này là cái pan, là cái cân bằng vế cho loa. Cân bằng vế cho loa, vế trái vế phải đó. Vâng. Cho hết sang bên trái thì là chúng ta toàn bộ tín hiệu của đường line này sẽ chuyển hết sang với loa bên trái. Dạ. Xoay hết sang bên phải thì toàn bộ tín hiệu của cái đường line này chuyển. Vâng. Sang cái sẽ hiểu là như phải. Thế đúng không ạ? Và khi em để ở giữa thì sẽ cân bằng hai vế. Vâng. Còn cái phần dưới này là ở đây là cái nút mute. Mute. Nút này là để ngắt tín hiệu của đường line này. Vâng. Khi nút này được bấm ấy, thì em có đẩy cái cần, em đẩy cần lên thì cũng không có tiếng. Tiếng sẽ không gửi ra nữa. Dạ vâng. Nó ngắt rồi. Vâng. Thì khi em nhả nút này ra và em đẩy fader lên thì lúc đấy mới có tiếng. Có tiếng ạ. Dạ. Cái này là để người ta ngắt nhanh. Vâng. Khi mà dùng trường hợp mình dùng nhiều đường line thì mình phải ngắt nhanh. Thì có những lúc người ta rút ra cắm vào hay là những cái sự cố chẳng hạn. Hoặc là trước khi bật lên người ta vẫn phải test từng đường một thì nó rất cái công dụng nó rất là nhiều. Dạ vâng. Và còn phía này em nhìn thấy có những cái thanh điều chỉnh fader màu sắc như thế này là để điều chỉnh cho các đường line này đúng không ạ? Đúng. Tức là cho từng cái nhóm núm màu này. Đúng rồi. Và đây thì trước khi nói về cái điều đó thì anh sẽ chia sẻ thêm về cái nút PFL này. Dạ. Cái PFL này thì ở trên mixer nào cũng có. Vâng. Và đây chính là cái để kiểm tra tín hiệu đầu vào trước khi mà mình xuất nó ra. Mà nó sẽ hiển thị qua cái đèn. Mà cái đèn ở đây. Anh có thể kết nối thử để em cũng như mọi người xem đúng không ạ? Cho em được cái đường này. Giả sử em cắm vào đường mic số 1 nhé. Vâng. Và trước khi anh cho ra loa thì anh sẽ bật PFL lên. Anh nói bằng mic. Anh nói bằng mic thì em sẽ thấy cái đèn nó hiện lên. À, thì anh biết là ngưỡng tín hiệu, cái mức tín hiệu mà anh đang nói ấy, là nó là nhiều hay là ít. Vâng. Liệu là có bị nhỏ quá không hay đang bị to quá. Dạ. Đó. Khi mình kiểm tra xong như thế được rồi thì mình mới cho ra loa. À, em hiểu rồi ạ. Đấy. Khi dùng xong thì mình sau khi đó thì mình có thể tắt cái này đi. Ok. Đây là cái phần thanh hiển thị ở đây chúng ta có thể quan sát được không anh? Đúng rồi. Đây là cái jack led hiển thị. Phía trên này em thấy có một cái màn led này là để thể hiện cái phần của effect đúng không anh? Cái bộ preset. Các effect. Thì trước khi đi vào bộ effect này thì anh sẽ nói nốt về cái phần dãy phím màu. Anh chia sẻ thêm dãy cần màu. Thì ở đây nhà sản xuất người ta đã có cái sự tính toán trước mà người ta đã làm ra những cái màu của những cái cần này. Đây là cần điều chỉnh tổng của effect. Nó sẽ có cùng màu với cả cái effect nhánh ở trên các line hiệu. Cái màu vàng này cũng tương tự như thế, là điều chỉnh tổng của AUX 1 và AUX 2. Đường màu xanh này, xanh nước biển này, xanh lam nhé, để xanh lam. Dạ vâng. Đường xanh lam này thì nó là điều chỉnh đường ra tổng của monitor. Vâng ạ. Màu đỏ là đường ra tổng của mixer, gửi ra hệ thống loa chính. Dạ. Đó, vậy chúng ta có các cái màu này thì khi mà mình sử dụng nó sẽ rất dễ dàng để mình có thể phân biệt được, nhận biết được là chúng ta cần điều chỉnh cái line nào, cái line nào, cái âm lượng tổng cho, cần điều chỉnh cái âm lượng tổng cho cái thành phần nào. Dạ vâng. Effect, monitor, master tổng hay là ốc. Thì bây giờ sau khi đấy thì mình sẽ đi đến cái phần em vừa hỏi, đó chính là phần effect ạ. Cái phần effect. Vâng. Đây chính là bộ effect kép của bản trộn Dynacore. Bộ effect này sẽ bao gồm có khoảng 100 chương trình. 100 preset đúng không anh? Đúng rồi. Ngoài ra thì mình có thể cài thêm được preset ở ngoài của người dùng nữa đúng không ạ? Đây. Mình có thể nhìn thấy đây có khoảng 100 chương trình. Wow. Đó, 120, đây là 120 là user, 20 là user rồi thì khi em chuyển về 100 nó sẽ là preset chứ. Đó, 100. Đến 101 nó bắt đầu là user rồi. Dạ vâng. Thì cái bên này cũng tương tự. Và như vậy thì mình sẽ có là 100 presets có sẵn của nhà sản xuất. Vâng. Và 20 cái preset do người dùng có thể tự xử lý. Vâng ạ. Đó. Ngoài ra thì ở đây mình có thêm một cái phần điều chỉnh, cái bộ DSP để điều chỉnh
mình có thể điều chỉnh được từng loại effect mà mình có thể điều chỉnh được từng cái loại effect mà mình đã sử dụng. Dạ. Đó, mà mình đã gọi ra điều chỉnh theo ý mình, cũng có thể là sử dụng để ghi âm qua USB hay là điều chỉnh equalizer, setup lại hết effect và setup lại vị. Đó. Thì sau tiếp theo của cái bộ effect điện thoại này thì chúng ta trên bàn trộn nó có tích hợp một cái equalizer stereo, người ta gọi là stereographic equalizer. Dạ. Thì cái bộ equalizer này nó sẽ giúp cho mình có thể điều chỉnh nhanh được, cái cân bằng được cái âm sắc. Dạ, của vâng. Âm thanh, của hệ âm thanh có thể cân rất bằng là được, tiện lợi rất là đúng nhanh. Không anh? Vâng. Đấy, mà mình nhiều khi để mình cân bằng lựa chọn được một cái cân bằng âm thanh thì nó có thể là một bộ rời nó rất là công cành. Đúng rồi. Thì bây giờ người ta tích hợp sẵn cho mình ở đây và mình có thể xử lý rất là nhanh được. Dạ, vâng. Đó. Còn đây nó có thể cái này mình có thể lựa chọn nó dùng cho master hay dùng cho âm lượng tổng. Dạ. Hay monitor. Đó. Nhìn chung là cái bộ mixer của nhà Dynacore này thì cũng tương tự những cái bộ mixer thông thường với những cái tính năng chung đúng không ạ? Ngoài ra thì cái bộ mixer này có một cái đặc điểm là về cái hiệu ứng giọng hát là được rất là nhiều người thích và đánh giá là coi như một huyền thoại của nhà Dynacore đúng không anh? Đúng rồi. Ok, và bây giờ anh có thể là kết nối thử giúp em về cái để mình hệ thử cái âm lượng cũng như là thử cái âm thanh mà đầu ra từ bộ mixer được không ạ? Ok, vừa nãy thì anh cũng đã cắm thử cái micro vào rồi. Vâng. Thì anh sẽ cắm được tín hiệu. Dạ vâng ạ. Đầu ra. Nhưng mà trước khi cắm thì mình cũng sẽ nói qua một chút với cái bàn này thì nó là 16 đường. Vâng. Thì nó có 12 đường mic mono. Từ 1 đến 12. 12 đường mic đúng không ạ? Và 4 đường stereo. Vâng. Đó. Đường stereo này mình vẫn có thể sử dụng nó với cái jack chuẩn XLR để có thể cắm được các cái mic khác vào. Dạ vâng. Anh ơi, cái sản phẩm này thì mình có một cái cổng kết nối nào dùng cho USB hoặc là em muốn cắm kiểu điện thoại đây, hoặc iPad hoặc là máy USB tính không ạ? USB thì ở đây nó chỉ là dùng cho USB 2.0 đúng không ạ? Đây, cổng USB đây và nó còn có cả cổng MIDI nữa, dành cho những tín hiệu MIDI ở phía sau. Dạ vâng. Thật ra là bây giờ em đang rất là háo hức không biết là cái âm thanh của cái bộ mixer này mang lại nó sẽ như thế nào ấy. Thì sẽ cắm thử cho em. Dạ vâng, bây giờ anh có thể giúp em kết nối được không ạ? Ngay bây giờ thì anh Minh sẽ giúp mình kết nối bộ mixer này và chúng ta sẽ cùng thử cái chất lượng âm thanh cũng như là cái cách hoạt động của cái bộ mixer này như thế nào nhá. Mình rất là hào hứng vì đây được coi là một bộ huyền thoại của nhà Dynacore, thế nên là em cũng rất là mong muốn là được trải nghiệm cái âm thanh cũng như là khi chúng ta sử dụng có cái gì độc đáo ấy anh. Mỗi hãng thì người ta đều có một cái đặc thù riêng khi người ta làm ra một sản phẩm. Dạ. Làm ra để mà có sự khác biệt hoàn toàn với những cái dòng sản phẩm khác. Thì ở đây thì nói là Dynacore thì sẽ có các nổi bật nhất chính là cái bộ effect, bộ hiệu ứng giọng hát đúng không anh? Wow. Anh Minh có thể thử giọng ca vàng của mình được không ạ? Để chúng ta xem là cái hiệu ứng giọng hát của nó tuyệt vời đến mức như thế nào. Nhà Dynacore. Okay. Chúng ta sẽ có effect ở đây. Bật effect lên. Đầu tiên vẫn là chúng ta phải test cái cây micro trước này. Vâng ạ. Để xem là nó như thế nào. Đây chính là cái bộ effect của hãng Dynacore. Và đây là cái bộ đồng mà người ta đã dựng sẵn rồi. Anh chưa làm một cái gì cả. Chưa có tạo cái preset riêng của mình. Preset có sẵn trong cái bộ mixer này ạ. Thì hầu như cái bộ preset có sẵn này mọi người đều khá là ưng. Ok. Đấy thì mixer nó hoạt động theo nguyên tắc là quản lý từng đường line. Vâng. Từng đường vào và từng đường ra độc lập với nhau. Vâng ạ. Để sau đó nó trộn lại, nó trộn tổng lại, nó đưa ra một cái đường lao để đưa vào tiếng thiết bị, đưa ra là loa. Dạ vâng. Và bây giờ mình có cái âm thanh như thế này. Rồi ok. Em thử cắm cho em một cái bản nhạc lên, nghe thử cái tín hiệu âm thanh được xuất ra từ bàn trộn Dynacore xuất ra tại Đức thì nó như thế nào. Dạ vâng ạ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng thử
nghe một bản nhạc cắm vào cái mixer này như thế nào nhé. Đây là tín hiệu xuất ra từ bàn mixer Daraco. Với một cái bàn trộn như thế này thì mình có thể quản lý được 12 đường mono cộng với cả 4 đường stereo đường. Là chúng ta có khá là nhiều công cụ để có thể điều khiển một cái chương trình ca nhạc. Dạ vâng. Khi mà cái âm thanh được xuất ra từ bàn trộn cất lên ấy thì em thấy cái âm sắc nó rất là nó trong ấy và nó nghe nó rất là cảm giác mình rất là ưng ý với cái âm thanh đấy đúng không anh? Bởi vì cái bàn trộn này đều được làm tại Đức và các kỹ sư của Danaco người ta sản xuất, người ta có những cái nghiên cứu rất là kỹ về cái mạch có những cái nghiên cứu rất là kỹ về âm thanh để làm sao mà có thể đồng bộ được. Thì chúng ta ở đây có cái sản phẩm mixer Danaco thì thường thường sẽ đi với cả loa của Electro Voice. Nhà vâng, đường cạnh em chính là một em Electro Voice đúng không ạ? Em 50. Em đã review một lần rồi. Dạ vâng ạ. Mixer Danaco sản xuất ra cùng với cả thiết bị khác như là âm ly của Danaco sẽ là cái linh hồn để cho cái loại Electro Voice. Wow, tức là như kiểu là hai sản phẩm này sinh ra để dành cho nhau đúng không anh? Một bộ ăn ý, một bộ đôi ăn ý hoàn hảo mà chúng ta có thể tham khảo. Cảm ơn mọi người có thể tham khảo sản phẩm mixer Danaco này cùng với một bộ amp ly của Danaco và một chiếc loa của Electro Voice là chúng ta sẽ có một chương trình biểu diễn ca nhạc hoàn hảo ngoài sức tưởng tượng đúng không anh? Đúng rồi. Ok, vừa rồi là chúng ta đã thử test cái âm thanh từ bộ mixer này đúng không ạ? Và chắc là có rất là nhiều những cái câu hỏi cũng như là rất là nhiều điều mà chúng ta phải tìm hiểu thêm. Nhưng mà có lẽ là chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và nếu như các bạn mà còn có câu hỏi hay là thắc mắc gì thì có thể comment dưới video hoặc là liên hệ đến TCA Group để chúng ta có thể có những cái giải đáp từ những người có chuyên môn như anh Minh và đội ngũ nhân viên của TCA các bạn nhé. Đúng rồi ạ. Cảm ơn anh Minh rất là nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo của TCA. Xin chào các bạn. Chương trình audio, âm thanh sống động, công nghệ đỉnh cao. Hotline 0902 188 722.